là cửa ngõ của đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An là địa phương sôi động bậc nhất khu vực miền Tây Nam Bộ về hoạt động giết mổ gia cầm. Đặc biệt, từ 3 năm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh cấm không cho phép thành lập các lò giết mổ gia cầm trong các quận nội thành, hạn chế hoạt động giết mổ ở các huyện ngoại thành, thì Long An là nơi được các doanh nghiệp chọn để thực hiện hoạt động giết mổ, kinh doanh gia cầm. Toàn tỉnh Long An hiện có trên 50 lò giết mổ gia cầm, tuy nhiên số lò giết mổ này còn phân tán, rời rạc, chưa thật tập trung. Nhiều lò giết mổ vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, nơi có đông dân cư sinh sống. Điều này không những gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao, mà công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận chuyển, giết mổ gia cầm, tiêu thụ sản phẩm thịt gia cầm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu về số lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế tối đa các lò mổ tư nhân nằm phân tán trong khu dân cư. Từ sau đại dịch cúm gia cầm năm 2005, tỉnh Long An đã có thực hiện chương trình xây dựng các lò giết mổ tập trung. Trong đó, cơ sở giết mổ gia cầm Phúc Hoa ở Cần Giuộc là đơn vị tiên phong hoạt động có hiệu quả. Đến năm 2010 sẽ hình thành một số cơ sở giết mổ gia cầm tập trung ở các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đến nay, vẫn còn quá ít các công ty xí nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng và hoạt động các lò giết mổ theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường như cơ sở Phúc Hoa. Khi được tỉnh Long An cho phép thực hiện dự án đầu tư lò giết mổ tại huyện Cần Giuộc, cơ sở giết mổ gia cầm Phúc Hoa đã khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhập khẩu máy móc thiết bị và đưa nhà máy vào vận hành đầu năm 2008 tại huyện Cần Giuộc. Cái nghề của chị thì cũng là hơn 30 năm, nhưng mà nói về lương tâm làm con người để một cái doanh nghiệp á, thì mình phải trước mắt thì phải làm đảm bảo vệ sinh môi trường và làm cho sạch. Phải đảm bảo cho người tiêu dùng ăn để cho người ta được yên tâm. Thì theo là cái lương tâm của cái cơ sở Phúc Hoa của chị là hơn 30 năm nay là điều như vậy. Qua 2 năm hoạt động, lò giết mổ Phúc Hoa được xem là cơ sở giết mổ và kinh doanh gia cầm đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và không gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là cơ sở được Chi cục Thú y Long An chọn làm đơn vị điểm để xây dựng và đưa vào hoạt động các lò giết mổ khác trên phạm vi toàn tỉnh. Với tổng diện tích khoảng 2 hectare đất, cơ sở giết mổ gia cầm Phúc Hoa được chia làm các khu được cách ly riêng biệt, bao gồm khu vực nhốt gia cầm sống, khu vực giết, sơ chế thịt gia cầm, khu thành phẩm đông lạnh, đóng gói và kiểm dịch và xuất xưởng. Mỗi khâu đều được nhân viên thú y kiểm tra chặt chẽ và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun thuốc sát trùng, xử lý chất thải, nước thải trong hoạt động giết mổ. Xe chở gia cầm từ các tỉnh nhập về lò giết mổ phải đi qua cổng riêng đưa vào khu vực cách ly gia cầm sống. Xe chở gia cầm được khử trùng toàn diện từ ngoài vào trong. Gia cầm sống không được đưa vào giết mổ ngay mà phải được đưa vào chuồng nuôi nhốt cho nghỉ ngơi, ăn uống, cho uống nước sạch, kiểm tra lâm sàng, tắm rửa từ 2 đến 3 ngày sau mới được giết mổ. Đây là khoảng thời gian cần thiết để lựa chọn, loại trừ những con gia cầm bị ốm ngay từ khâu đầu. Toàn bộ dây chuyền được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, được sử dụng vật liệu bằng sắt không rỉ. Đặc biệt, trong quá trình giết mổ, từ khâu cắt tiết, vặt lông, móc lông, khử trùng bằng tia cực tím, sấy khô cho đến hút chân không, đóng gói bao bì, dự trữ kho lạnh và xuất xưởng, đưa sản phẩm ra thị trường đều được thực hiện trong một quy trình khép kín đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả quy trình nhập gia cầm sống giết mổ và cho ra thịt gia cầm sản phẩm đều được cơ quan thú y kiểm tra chặt chẽ. Thực phẩm khi lưu thông trên thị trường phải có đóng dấu, dán tem của cơ quan thú y. Chính vì vậy, sản phẩm thịt gia cầm đóng gói mang nhãn hiệu Phúc Hoa ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm.
không những tiểu thương ở các chợ buôn bán thịt gia cầm đầu mối, mà các nhà hàng, các siêu thị lớn ở thành phố cũng đã nhận bán. Để thực hiện quy trình giết mổ tập trung, cơ sở Phúc Hòa thực hiện công tác kiểm soát giết gia cầm tập trung. Theo đó, toàn bộ công nhân lao động dưới sự hướng dẫn và giám sát của nhân viên thú y phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cả 3 giai đoạn. Trước, trong và sau giết mổ, công nhân được khám sức khỏe định kỳ hàng tháng, hàng quý. Trước khi vào làm việc, công nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang, bao tay, tạp dề, ủng. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tránh ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư khu vực lò giết mổ, cơ sở Phúc Hòa đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh. Nước thải sau khi được xử lý, diệt khuẩn đạt tiêu chuẩn theo quy định và sự kiểm tra của ngành tài nguyên môi trường và được phép thải ra thiên nhiên. Nhưng lò giết mổ Phúc Hòa vẫn đưa ra các ao hồ riêng không cho thoát ra sông Trường Bình. Còn các phế phẩm, phụ phẩm gia cầm sau giết mổ như lòng, đầu, cẳng, cánh được nghiền nát, nấu chín và chế biến thành thức ăn cho cá. Điều lo lắng nhất và cũng là khó khăn của cơ sở giết mổ gia cầm tập trung là sự tồn tại của các lò giết mổ lậu vẫn còn tồn tại trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Do Long An là nơi hoạt động giết mổ và kinh doanh gia cầm sôi động, trong khi hoạt động kiểm tra, giám sát còn hạn chế, nên tình trạng giết mổ gia cầm lậu vẫn còn diễn ra. Những lò giết mổ lậu không ngần ngại giết mổ gia cầm bị bệnh, giá thấp, ô nhiễm môi trường, không những gây lo lắng cho xã hội, mà còn là nỗi bức xúc của các lò giết mổ tập trung. Trong khi ở các lò giết mổ lậu, người ta chỉ cần một con dao, cái thớt, nồi nước sôi là có thể giết mổ được gia cầm. Còn các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung phải đầu tư dây chuyền hiện đại, tốn kém nhiều chi phí như khấu hao máy móc, chi phí nhân công, bảo vệ, tiền điện, tiền nước, xử lý chất thải, nước thải, bảo vệ môi trường, chi phí vận chuyển, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đầu tư quy mô, hoạt động nghiêm chỉnh nhưng phải cạnh tranh với các lò mổ lậu làm ăn nhốn nháo, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, nên nhiều khi cũng làm nản lòng các lò giết mổ gia cầm làm ăn chân chính. Về việc tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm để phục vụ Tết Nguyên đán, thì thực hiện cái công văn trên thì chi cục thú y dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp thì đã tổ chức thực hiện. Thứ nhất là thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh. Thành phần thì bao gồm có các cơ quan chức năng như là bên quản lý thị trường, bên vệ sinh y tế, bên công an và một số thành phần khác. Thì cho tới nay thì đoàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đoàn tổ chức kiểm tra vệ sinh thú y các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, các cái cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm cũng như là các cơ sở buôn bán. Hiện nay đang thực hiện hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra thì ngành thú y cũng đã tổ chức chỉ đạo cho các trại là phối hợp với lại chính quyền địa phương, đặc biệt là với lại ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm của huyện để tổ chức kiểm tra đột xuất các cái cơ sở giết mổ kinh doanh. Thì cho tới đây thì đã thực hiện rất tốt. Về phía chi cục thì như vậy chúng tôi vẫn thường xuyên quan tâm về vấn đề này, làm sao để mục đích cuối cùng là phục vụ nhân dân có thịt sạch. Việc thành lập và đi vào hoạt động các lò giết mổ gia cầm tập trung, đưa ra thị trường những sản phẩm thịt gia cầm bảo đảm chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm như cơ sở Phúc Hòa, không những mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn mang lại lợi ích cho người chăn nuôi. Để thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia cầm tập trung, tỉnh Long An đang thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, về quỹ đất cho thuê, hỗ trợ kỹ thuật và vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, các ngành chức năng như chi cục thú y, y tế, quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động giết mổ và kinh doanh gia cầm lậu, kiên quyết đóng cửa các điểm giết mổ gia súc gia cầm không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động, gây ô nhiễm môi trường, đưa việc kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm vào nề nếp.